Quán cà phê Green Box nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, thành phố Đà Lạt, là nơi gia đình anh Thế Minh cũng như nhiều người yêu thích thiên nhiên khác vẫn thường lui tới mỗi khi có thời gian. Nghe được cái thông tin là có một cái triển lãm về những các cái mặt hàng về thuận tự nhiên với lại hữu cơ, mình rất là quan tâm đến khía cạnh này. Khi mà đến đây thì thấy được những hoạt động này là một điều mình cũng cảm thấy rất là vui. Khi mà ngày càng có nhiều người bắt đầu hướng tới để tôn trọng tự nhiên. Green Box nằm trong một khu vườn vừa sản xuất, vừa mang tính trình diễn những mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao như AutoPost, thủy canh, khí canh, với thiết kế thân thiện, độc đáo, mang đậm nét của một trang trại Đà Lạt. 100% là mình làm thật, từ ngoài cổng đi vào đều là màu xanh, đưa những cái cây, những cái hoa, những cái lá mà nó bền để tạo nên cái việc là tiết kiệm chi phí, nhưng mà đồng thời lại tạo được một cái không gian xanh thoải mái cho cái người khách khi đến Đà Lạt để uống cà phê. Khách đến uống cà phê có thể rời chỗ ngồi của mình, đi vài bước là vào vườn, tha hồ xem tận mắt cảnh công nhân chăm sóc từng cây cà chua hay dàn dâu tây, xà lách trồng thủy canh. Những ly sinh tố được chế biến từ nông sản sạch ngay tại nông trại, được chính tay bạn hái xuống, sẽ là món uống ngon nhất dành riêng cho bạn. Đây thực sự là một mô hình hết sức mới lạ và tuyệt vời mà ít nơi có được. Rồi mấy cháu này vừa hái vừa ăn luôn. Mô hình này thì thấy rất hay. Tại gia đình mình rất là thích về thiên nhiên, rất thích cái thoáng đãng. Thành ra đến đây là phải nói là rất phù hợp. Đến với quán cà phê Green Box thì du khách như được lạc vào một nông trại với rất là nhiều các loại trái cây nổi tiếng của Đà Lạt như là phúc bồn tử, dâu tây hay là cà chua ngọt. Và chúng ta còn được tự tay hái những loại nông sản này đem về, một cái cảm giác trải nghiệm vô cùng thú vị.